máy bay ATR-72500 do hãng hàng không Vopas khai thác rơi tại thành phố Vinhedo hôm 9 tháng 8 khi đang bay từ Cascavel ở bang Paraná đến sân bay quốc tế Guarulhos của Sao Paulo. Phi cơ chở 57 hành khách và 4 thành viên tổ bay, tất cả người trên khoang thiệt mạng. Phần thân máy bay bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại phần đầu bị hư hại nặng. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Dữ liệu theo dõi hàng không từ Flightradar 24 cho thấy máy bay giảm độ cao 5.000m trong 1 phút. Nhân chứng Daniel Telima cho biết anh nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà và thấy chiếc máy bay lao thẳng đứng theo hình xoắn ốc. Vụ tai nạn không gây ra thương vong đối với cư dân dưới mặt đất. Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và dường như vẫn còn nguyên vẹn. Cơ quan hàng không dân sự Brazil cho biết phi cơ gặp nạn được sản xuất vào năm 2010, đang trong trạng thái hoạt động tốt, có giấy đăng ký và chứng nhận bay hợp lệ, thời tiết bình thường vào thời điểm xảy ra sự việc. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Theo thông báo của chính quyền bang Sao Paulo, giới chức đã đưa những thi thể đầu tiên ra khỏi máy bay. Các thi thể sẽ được chuyển đến Viện Y khoa Pháp y Trung ương. Cơ quan phòng vệ dân sự Sao Paulo cũng sẽ cử một đội đến hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng.